Rồi cho tôi tìm lại một thời âu thơ. Chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi về với cái xóm nhỏ đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ tôi. Vẫn là đây, vẫn dải đất hình chữ nhật bám theo con mương chảy dài ra sông Đa Độ, hiền hòa ngày nào. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu năm đã có biết bao đổi thay. Những ngôi nhà xây, mái ngói, mái bằng mọc lên san sát. Con kênh sát nhà, nơi chúng tôi thường rủ nhau nhảy xuống tắm, trượt bùn, nay không còn nữa. Thay vào đó là con đường làng bê tông thẳng tắp,
nối đôi bờ xóm lại với nhau, để con người nơi đây gần gũi nhau hơn, đoàn kết với nhau hơn nữa. Ngày ấy, chính tại nơi này, chúng tôi rủ nhau đi tắm trên dòng sông Đa Độ mát rượi những ngày hè. Những trận ngụp lặn, mò hến, mò tôm, mò rau le để đến chiều tà, cữu kịt trên vai những gánh rau cho lợn. Những cánh hoa phượng lở đỏ kia cũng là tâm điểm để chúng tôi gặt hái. Những cánh hoa phượng được dùng làm trò chơi chọi gà cho lũ trẻ. Rồi những tiếng cười ròn tan, trong trẻo, xóa tan cái không khí của sự đói nghèo. Đói lắm, nghèo lắm, nhưng sự lạc quan vẫn không vắng bóng trên khuôn mặt các trò nhỏ trong xóm chúng tôi. Các trò chơi dân gian theo sát chúng tôi của tuổi học trò. Nhớ những buổi trưa trốn mẹ đi chơi chuyền dưới khóm tre làng, mà khi về, khi đứng lên quần áo đọng đầy đất cát. Vào những đêm trăng sáng, chúng tôi chơi trò trốn tìm, chơi u, chơi nhảy ngựa, nhảy dây, đánh khăn. Rồi những chiều hè, chúng tôi chơi trò lặn pháo nổ, chơi cúp xòe, vân vân và vân vân. Chúng tôi đóng những bè chuối chuẩn bị cho những buổi tắm trưa. Tối đến, chúng tôi đi câu tôm, câu rạm, cất vó tép. Và chúng tôi đi chăn trâu, cắt cỏ, đánh dậm, mò cua để kiếm kế sinh nhai. Nhớ lắm, nhớ lắm, cái xóm nhỏ của chúng tôi đã trải qua những tháng ngày đói khổ, thiếu thốn, nhưng chúng tôi thật đoàn kết, thật vui vẻ bên nhau. Và hôm nay, từ mọi miền chúng tôi lại hội tụ về đây sau mấy chục năm để ôn lại những kỷ niệm, những hồi ức không thể nào quên của một thời để nhớ. Vâng, xóm tôi cũng đã qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, đã trải qua những tháng ngày mà B-52 của đế quốc Mỹ dội bom ác liệt lên miền Bắc nước ta. Chúng tôi đi học, chúng tôi đi chăn trâu, đi làm đều phải đeo thụt rơm trên lưng. Vâng, gặp nhau, chúng tôi vui mừng khôn xiết. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng mọi người đã gặp nhau, tâm sự và nói với nhau như những ngày xưa ấy. Cái ngày mà chúng tôi còn là trẻ con, rất ngây thơ, bộc bạch, chân thật đến mê hồn. Vâng, cuộc sống vẫn luôn thật mến thương, đã đem đến cho chúng tôi những người bạn, những dấu ấn, những ký ức mà mãi mãi chúng tôi không thể nào quên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi trong phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, bài ca tôi không quên, tôi không quên, tháng ngày vất vả. Vâng, chúng tôi mãi không quên. Và những tháng ngày bên nhau ở xóm đá sỏi ấy đã thành một bài ca không quên. Chúng tôi luôn mong cho nhau mãi bình yên, may mắn, để lại cùng nhau những tháng năm còn lại, được gặp nhau, được sẻ chia những buồn vui, những hoài niệm mà chúng tôi đã có cùng nhau ở xóm đá sỏi thật yêu thương này nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã chứng kiến buổi gặp mặt đầy ý nghĩa của xóm chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn, xin chào tất cả mọi người. Chào các cô, bác, anh chị em ở xóm đá sỏi thân yêu.
chị em cô bác ở xóm cũ mình gặp lại nhau. Ờ, 50 năm rồi, ôi, bao nhiêu năm rồi, gặp lại rất là mừng. Các bạn đã có chuyện, các bạn là chi kỷ bạn xóm. Vâng, vâng. Ôi giời, vui lắm. Vâng. Vâng, vâng, quá tuyệt vời phải không chị? Đây, cả chị nữa. Vâng, vâng. Đây, đây. Chị ạ. Chị. Rất là vui rồi. Vâng. Qua cái buổi hôm nay mà xóm tổ chức được đây tất cả chị em thì phía quay mà đông của tổ quốc từ những cái địa đồng quay đến quê hương Thanh Sơn và các huyện tổ chức được thì chị em mà gặp gỡ nhau như này thì rất là hồi phấn khởi. Cũng mong rằng
vì là chưa bao giờ có cuộc hôn nhân cả như ngày hôm nay. Tự nhiên lại khá cái hôn tình này gặp bà My, giới thiệu thế nào mà đi ra đây là gặp được tất cả những chị em phụ nữ xóm đá sỏi từ xưa đến giờ. Cô và tất cả các chị thì cùng có mà nguồn gốc cũ sau Hà Nội, thế tôi được ké ở xóm đó, hôm nay cũng vinh dự được về đây là coi là tổ chức cái buổi coi giao lưu họp mặt từ Đông Tổ quốc từ Hải Phòng Kim Thụy rồi các quanh các thành phố phòng. Thế thì qua cái buổi mà gặp mặt để mà coi là hội ngộ để tập trung tâm sự để cái tình cảm năm nay là gần 50 năm rồi. Thế thì được mà coi là cùng với đời chung vui về đây thì tôi cũng rất là cảm ơn cái sự nhiệt tình của các cô các bà từ phương xa về đây để hôm nay và tổ chức được. Thế thì tôi cũng muốn là quay là ý kiến của tôi thì xem các cô cho ý kiến là cứ mỗi năm ta tổ chức một lần để gặp mặt. Thế từ quay là gái người trai quay bà đồng thời nên là để mà quay là gặp nhau cùng có một cái niềm vinh hoàng để quay là chúc mừng cái sức khỏe và quay là gặp mặt nhau để mãi mãi. Chú ơi, chú có thể bộc bạch tâm sự một chút là tại sao mà chú có thể bén duyên được với gái đá sỏi, xóm đá sỏi không chú? Bây giờ là chú nói mãi mà quên là chú phải ra mày vào. À thế là đá sỏi mà chú, vâng. Phải là quay đào sông chú nghĩ và quay phải liên kề. Chú phải nhiều chiến lược đúng không chú? À. Dạ, vâng. Vâng, nhưng mà chú ấy lấy được gái xóm đá sỏi là một điều hạnh phúc vô cùng đấy chú ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú. Bộc bạch vài câu tâm sự là sống ở xóm mình thì em thấy nào? Em phải làm sao ở xóm? Ở xóm em thấy nào? Thấy có hạnh phúc và thấy vui không? Xóm đá sỏi và cũng là một trong những thành viên của đội văn nghệ của làng mình ngày xưa. Cháu muốn cô bộc bạch tâm sự hoặc là có những ý kiến gì với xóm được không cô? Cháu xin mời cô Vang. Cháu mời cô Vang. Cô hát đi cô ơi. Xóm đá sỏi, cháu xin mời gì? Kính thưa các anh các chị cùng chị em trong buổi gặp mặt hôm nay. Hôm nay tôi rất là vinh dự ở ngoài Móng Cái, năm chị em chúng tôi cùng về đây để tham dự cái lễ gặp mặt này. Tôi rất là vinh dự. Lời đầu tiên tôi rất là chân thành cảm ơn tất cả các chị em cùng với chúng tôi được một lời chào sức khỏe trân trọng nhất. Rồi, tuyệt vời. Và một lời chào và cũng là một lời chúc sức khỏe
Nhưng sau đây tôi cũng xin là lần sau ấy gặp mặt ấy thì là phải là mời mọi người được đông đủ hơn nữa, và các chị em còn là dâu rể gặp mặt nó nhiều hơn. Thế là nhưng mà theo tôi ấy, thì là một năm gặp mặt một lần để cho nó rong rả rồi nó xúc tích hơn. Thế là tôi xin hết ạ. Cảm ơn chị. Chung vui sức khỏe và bình an và chúng ta tất cả chúng ta cũng là vui vẻ và khỏe mạnh khỏe luôn luôn nha. 1, 2, 3, 2, 3 chúc hai ba chúc mừng mặc thật bài khỏe và chúc mừng người nhà đứng lên nào, đứng lên cho nó năng lượng nào. Chơi.